Nếu bên cạnh nhà bạn có một quán cà phê, bạn nên qua đó uống một lần. Đồng thời xin bát Wi-Fi, bạn sẽ có thể dùng Wi-Fi miễn phí đến khi quán thay đổi mật khẩu. Và đây là những điều bạn nên tránh khi ở trọ phần 1. Khi bạn muốn khoan tường để làm dây treo quần áo, mà bên cạnh phòng bạn là phòng các bạn nữ, bạn không nên khoan tường vào buổi tối, bởi vì bạn sẽ mất đi cơ hội theo đuổi các bạn nữ. Nếu muốn biết thêm những mẹo thú vị này thì like và đăng ký kênh mình.